bên cạnh doanh thiên viên. Để hoàn thiện viên mãn dự án xây dựng các công trình tâm linh này, cần sự chúc lòng, góp sức của cả cộng đồng. Vậy vậy, chẳng còn tha thiết khuyến nghị bà con nhân dân đã từ xa xa, đã tổ chức đã nhân tâm cổ nhắc lại không cần quay cho phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Hộ Pháp, chư Minh Thần, hồn thiên công đức, người chúng ta ở đây thân tâm an lạc, vạn sự tiêu trừ, việc đời phúc thọ tăng lên, mọi sóng sơ vàng đất phẩm, xin chân thành cảm niệm và từ bi đức của quý vị. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát, Nam mô công đức Lâm Bồ Tát, Nam mô công đức Lâm Bồ Tát, Hoa Thân Pháp.
trên, để em leo trên, để em leo trên kia. Mà cầu thang đây. Ngọc, tới đâu đó. Đi.